qua công tác tuyên truyền vận động trên mạng xã hội, trong đó có trang Zalo An ninh Trật tự. Trong những tháng gần đây, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thu gom được 3 khẩu súng quân dụng và hơn 120 công cụ hỗ trợ để tiêu hủy. Sau khi biết Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyên truyền vận động trên các trang Zalo An ninh Trật tự về việc thu gom vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, người dân đã tự giác đến giao nộp 3 khẩu súng ngắn quân dụng và một số đạn cho Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Cũng trong đợt này, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Krông Bông tổ chức cho cán bộ, nhân viên giao nộp nhiều công cụ hỗ trợ được trang bị nhưng đến nay đã hết hạn sử dụng và hư hỏng. Trong đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã giao nộp 118 công cụ hỗ trợ như rùi cui điện, bình xịt hơi cay, còng khóa số 8 và rùi cui cao su. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Krông Bông đã giao nộp 9 còng khóa số 8 và rùi cui.